Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, Nguyễn An Phan làm Sam chính thức xác nhận huấn luyện viên Kuragut Srimaka từ chức huấn luyện viên trưởng U23 Thái Lan. Tỷ phú Nguyễn An Phan làm Sam, tức Madam Pang, cho biết huấn luyện viên Kuragut Srimaka đã nộp đơn từ chức sau khi U23 Thái Lan kết thúc hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á tại Uzbekistan. Sau thời gian xem xét, Liên đoàn bóng đá Thái Lan chấp thuận yêu cầu của huấn luyện viên Kuragut và bắt đầu tìm người tiếp quản vị trí mà ông để lại. Huấn luyện viên Kuragut Srimaka nói: "Đầu tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Madam Pang vì đã cho tôi cơ hội để trở lại với công việc ở cấp độ đội tuyển. Tôi rất vinh dự và tự hào, đồng thời tôi cũng nhận được sự hỗ trợ tối đa trong thời gian làm việc tại đây. Chúng ta đã có những khoảnh khắc tuyệt vời, từ SEA Games 31, vòng sơ loại U23 châu Á ở Mông Cổ và vòng chung kết ở Uzbekistan. Tôi muốn cảm ơn đội ngũ huấn luyện và các cầu thủ. Chúng ta đã cùng nhau chiến đấu để hoàn thành mục tiêu đề ra. Quãng thời gian vừa rồi đã giúp tôi thu được nhiều kinh nghiệm huấn luyện để phát triển bản thân trong tương lai." Huấn luyện viên Kuragut Srimaka là người có nhiều năm gắn bó với bóng đá trẻ Thái Lan. Ông đã có 3 nhiệm kỳ dẫn dắt U23 Thái Lan và giúp đội bóng này vô địch SEA Games 2017.